Hello mọi người, mình là Hùng. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người về những công dụng đặc biệt của tinh dầu tràm. Trước đây thì mọi người vẫn thường nghĩ là tinh dầu tràm chỉ dùng cho trẻ em thôi bởi vì nó không có cay, không có nồng. Nhưng mà dầu tràm con yêu ở bên mình thì sẽ dùng được cho cả trẻ em và người lớn. Sau đây sẽ là ba công dụng chính của dầu tràm mà mình muốn chia sẻ đến các bạn ngày hôm nay. Các bạn hãy chú ý để nghe đến công dụng thứ ba, chính là cái công dụng quan trọng nhất của dầu tràm con yêu nhé. Công dụng đầu tiên của dầu tràm đó chính là khi mà mọi người bị ho hoặc là sổ mũi thì mọi người hãy dùng dầu tràm con yêu kết hợp với máy xông tinh dầu để mọi người xông lên. Mình đảm bảo với mọi người là khi mà mọi người làm như vậy ấy, thì tình trạng ho và nghẹt mũi sẽ giảm rất là đáng kể và rất là hiệu quả nhé mọi người. Cái công dụng thứ hai là khi mà mọi người bị muối, bị côn trùng đốt ấy, thì mọi người hãy dùng một giọt tinh dầu mọi người nhỏ lên cái chỗ đó và mọi người xoa, massage thì cái vết cắn nó sẽ bị xua tan rất là nhanh. Và công dụng cuối cùng, quan trọng nhất mà mình đã nhắc đến ở đầu video đó là công dụng chống say tàu xe. Mọi người chắc chắn sẽ thường phải di chuyển để làm việc nè, đi chơi, đi học, rồi đi tiệc các thứ đúng không? Thì khi đó mọi người hãy luôn luôn là mang cho mình chai dầu tràm con yêu này theo bên mình để mọi người có thể là nhỏ vào giấy này, nhỏ vào khẩu trang này và mọi người sẽ ngửi nó thì cái tình trạng say tàu xe của mọi người sẽ giảm đi rất là nhiều đấy. Thì đó là những công dụng quan trọng của dầu tràm con yêu mà mình muốn chia sẻ cho các bạn ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để theo dõi video của mình và mọi người hãy bấm like và theo dõi kênh để nhận được thông tin về những video mới nhất của mình ở trên kênh nhé. Bye bye.